Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại và đến với kênh La Jamie. Mình là Mi sinh năm 1984. Hôm nay chúng ta kết nối năng lượng với nhau. Xin vũ trụ cho bạn biết là điều tuyệt vời nào đến với bạn trong tháng 10 nhé. Khuyến khích bạn sử dụng trực giác của mình để xác nhận xem chủ đá nào bạn yêu thích nhất hoặc lá bài nào bạn yêu thích nhất tương ứng sẽ là tổ bài của bạn hoặc chúng ta có thể nhắm mắt lại hít thở thật sâu ba hơi không suy nghĩ gì hết sau đó bạn mở mắt to ra mắt bạn chạm phải trụ đá nào đầu tiên hoặc lá bài nào đầu tiên thì đó tương ứng sẽ là tổ bài mà vũ trụ hướng năng lượng của bạn đến để chọn Bây giờ mình sẽ đi ngay vào trong việc giải bài Xin chào các bạn tụ bài số 1 Đây là lá bài đại diện chọn tụ của các bạn chúng ta sẽ kết nối năng lượng với nhau Tụ một chúng ta kết nối năng lượng với nhau xin vũ trụ cho bạn biết là điều tuyệt vời nào đến với các bạn tụ bài số 1 trong tháng 10 trước khi vào trọng tâm trải bài. Hãy làm sạch năng lượng của tụ một nhé. trải bài này của các bạn khi mới lấy trải bài mới đang nhìn thấy năng lượng nó sẽ theo kiểu là đi từ dưới thấp đi lên cao để có được điều tốt đẹp và tuyệt vời cho các bạn điều này có nghĩa là chúng ta sẽ có điều tuyệt vời sẽ có điều tốt đẹp đến với tụ bài số 1 trong tháng 10 bạn yên tâm fish ở đây con cá xét về công việc và tài vận là tín hiệu lành đó garden tương tự là vậy nó sẽ nói đến cái um, độ mở rộng nó sẽ đến nói đến cái chuyển hướng trong công việc cuộc sống mà theo góc độ tích cực Ok, rồi, lessons là phước lành ở đây nữa cho nên trải bài này là nó có điều tốt đẹp và uh, điều tuyệt vời bạn an tâm. Tuy nhiên, vì trải bài này năng lượng là nó đi từ thấp lên cao. Cho nên xin phép mi sẽ bắt đầu ngay uh, ở thấp và chúng ta sẽ đi lên cao từ, từ 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 cho đến điều tốt đẹp và tuyệt vời. Rồi chúng ta sẽ khép lại cái trải bài cho nó có hậu các bạn thuộc bài số 1 nhé. Và nếu như vậy thì xin phép bắt đầu ở lá bài đại diện chọn tụ Vì Red Word nó là một cái lá bài mang điềm lành, đồng ý Nhưng mà nó cũng là một cái dấu hiệu, nó cũng là một cái điềm báo, tín hiệu Cho các bạn tụ bài số 1 là trong tháng 10 nó có thể, thể sẽ có những cái vấn đề liên quan đến cái khẩu mi đưa ví dụ giống như là bạn trong cái làm việc đó bạn sẽ có cái nói qua nói lại với người khác bàn bạc với người khác hoặc là trong công việc của bạn đơn giản là có người nói có người bình luận có người bình phẩm hoặc là trong cuộc sống của bạn hàng ngày đôi khi sẽ có những cái người chả nói chuyện gì với bạn hết mà họ nói về bạn ở đâu đó mình không biết năng lượng theo kiểu gọi tạm là thị phi vân vân tóm lại nó là liên quan đến cái khẩu thành ra bạn hãy cứ thoải mái bình tĩnh các bạn tụ bài số 1 nhé mà thực ra mới chỉ nói như vậy thôi để bạn có một cái sự ghi chú một cái sự ghi nhận rằng là a à, ok, mình sẽ lưu ý nó sẽ có những cái chuyện như vậy. Chứ thực ra năng lượng trải bài này mi đang nhìn thấy các bạn tụ bài số 1 bạn vững, kiểu là bạn chín chắn, bạn hoàn toàn có thể đủ được cái khả năng để tiết chế những cái cảm xúc và tình cảm hay là cái năng lượng của mình vững vàng không có bị ảnh hưởng bởi ba cái chuyện không đâu. Đó, thành ra nếu như trong cuộc sống công việc rồi những chuyện khác nữa trong tháng 10 của các bạn thuộc bài số 1, mà Me đưa sẽ có những ví dụ như lúc nãy á có ai đó mà họ dẫu cho nói chuyện trực tiếp với bạn hoặc nói sau lưng bạn hoặc không phải nói bằng miệng nhưng mà bằng tin nhắn, bằng email, bằng những cái cuộc gọi điện thoại bất kể bạn nhé nếu như mà họ có những cái lời nói mà nó hơi thẳng quá mà không có được cái sự ý nhị tế nhị và ngôn ngữ không từ ái thì bạn đừng có để tâm để làm gì cả vì thật ra nó nối bên dưới là blessings thật ra nó vẫn có những cái khía cạnh tích cực ở trong cái chuyện đó vẫn có cái phước lành rồi ví dụ như các bạn làm việc rồi hoặc là các bạn đi ra đi vào trong cuộc sống sẽ có những cái người họ có những cái lời bình phẩm họ sẽ có những cái uh, phun châu nhã ngọc mà thậm chí là không có văn hóa hoặc theo kiểu gọi là um, thô lỗ vân vân là chuyện cũng rất bình thường các bạn nhé chung chung là như vậy nhưng vì đây là trải bài chung có người sẽ gặp ở khía cạnh này có người sẽ gặp ở cái khía, khía cạnh khác không phải ai cũng gặp những cái người nói năng không có từ ái không phải ai cũng gặp những cái người nói năng thô lỗ mà đôi khi chỉ là nói mà không có cái sự tế nhị vân vân thì năng lượng tổng quát chung chung là như vậy bạn đừng có thèm để ý nó là cái tầng thấp đó chính xác đó là cái tầng thấp thật ra các bạn có ảnh hưởng hay không các bạn có bị tác động một chút bởi vì ở đây rõ ràng là các bạn đang vẫn sống, vẫn đang làm việc trong khía cạnh công việc của các bạn. Ok, rồi một vài ba những cái linh tinh đó, thậm chí tự thân các bạn tụ bài số 1 cũng có thể sẽ có những cái suy nghĩ hoặc là tính toán, lo lắng, so sánh rối bời trong bản thân của mình, trong nội tâm của mình cho cái sự việc công việc hoàn cảnh của các bạn. Ok, có nên tác động từ bên ngoài, tác động từ bên trong liên quan đến câu từ vân vân các kiểu, thực ra là nó chả có lợi ích gì hết nó có một phần ảnh hưởng nó làm cho các bạn tụ bài số 1 có thời gian ban đầu có thể là bạn hơi có cái phần mất đi sự tự tin về bản thân của bạn bạn có một cái phần nó hơi không hài lòng với thực tế cái hoàn cảnh hiện tại của các bạn nó làm cho bạn hơi chán chán kiểu không có vui đó ok nhưng không sao hết vì mi vẫn nhìn thấy sau đó ừ, sau đó quan trọng chỗ là ở đây nó có một cái năng lượng bứt phá nó có một cái năng lượng khai mở và bắt đầu kiểu vậy tất cả những cái gì nó ảnh hưởng đến bạn nó làm cho bạn hơi mình xin phép dùng chữ là xôn sao. Oh khi mình nói xin 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 lỗi Cắt ngang là vì mắt của mình nó chạm phải cái chữ blessings là phước lành. Blessings là phước lành hai lần luôn bạn bị chạm. Cho nên ở đây là trong nghịch cảnh hay trong cái rối rắm hay trong những cái lung tung linh tinh như vậy mà nó làm cho bạn ngộ ra được rất là nhiều điều hay ho các bạn tụ bài số 1 và nó tạo ra điều tốt đẹp cũng như là được tuyệt vời cho bạn ở trong cái tháng 10 đó. Vì tất cả những cái tín hiệu đó tất cả những cái diễn biến hiện tượng mà nó xảy ra như mình nói từ nãy giờ đến với các bạn từ bài số 1 như vậy nó là tác động mạnh ok với các bạn từ bài số 1 ban đầu mình hơi băn khoăn mình hơi bối rối một chút xíu nhưng mà nó làm cho bạn nhận ra một điều rằng là ok bạn sẽ cần phải có rất là nhiều những cái sự nỗ lực hơn nữa cho sự việc công việc và hoàn cảnh cuộc sống của các bạn bạn tự dựa vào bản thân của bạn và tiết chế cái cảm xúc lại Ok, mà nhờ như vậy nó đang cho mình nhìn thấy bạn chợt bừng tỉnh, bạn bứt phá khỏi hoàn toàn luôn. Cái tình huống, hoàn cảnh của các bạn. Cho nên garden ở chỗ này và fish ở chỗ này là điều tuyệt vời sẽ đến với bạn ở trong cái tháng 10 á, nó sẽ giúp cho bạn trong công việc của bạn, bạn trở nên lấy lại được cái sự tự tin. Tất cả cái gì đến với bạn bạn chấp hết. Lá bài cuối cùng trong trải bài của các bạn ở đây là Pamela Collins Smith. Lá bài này một cái lá bài rất là đặc biệt, nó có cái thông điệp rất hay The Noodle Say, Deliciousness is in your future. Nó đang thể hiện một cái sự tự tin, một cái năng lượng có lại, thu hồi lại được cái nguồn cảm hứng, cái nhiệt huyết của các bạn tụ bài số 1. Bạn biết không có thành vấn đề gì hết. Bây giờ mình chỉ cần rút kinh nghiệm, mình chỉ cần rút cái bài học, mình chỉ cần chấn chỉnh, mình chỉ cần thả lỏng một vài thứ. Rồi việc mình cần làm, mình cứ làm. Đường mình cần đi, mình cứ đi. Vì mình biết một điều rằng là mình đang thay đổi Mình đang chuyển hóa Mình đang xây dựng lại cái công việc của mình Chứ đâu có vấn đề gì đâu Tại vì ở đây là một cái bước đột phá Một cái bước ngoặt lớn nó sẽ xảy đến với các bạn tụ bài số 1 Mà tự tay bạn Mà tự tay bạn Kiểu vậy, nó đang cho mình nhìn thấy là thật ra tất cả những cái năng lượng mà rối rắm nó có xảy đến như vậy để giúp cho bạn sáng con mắt ra và bạn cắt bỏ và bạn loại bỏ. Ở đây nó có rất là nhiều những năng lượng cắt bỏ và loại bỏ cắt bỏ lại bỏ rất nhiều những cái yếu tố nó không có tốt đẹp không phục vụ gì cho công việc cho cuộc sống của các bạn cho nên xét về khía cạnh công việc là bạn thực sự có nhiều những cái sự thay đổi trong cái trong công việc có thể là sẽ có nhiều những cái hoạt động hay là những cái kế hoạch những cái dự án vân vân nó được um, có thể là liên quan đến marketing mở rộng nè rồi có nhiều những cái sự kiện ở bên ngoài trong công việc của các bạn mở rộng được tệp khách hàng của các bạn. Lá bài này là xây dựng những mối quan hệ mới vững vàng, ổn định cố định lại những cái mối quan hệ mà bạn cảm thấy là nó chất lượng chứ không phải là những cái mà những cái người linh tinh vân vân. Lá bài này cũng báo hiệu là một cái sự khôi phục lại trong uh, tiền bạc. Ở đây trong trải bài của các bạn hai lá bài này là hai lá bài rất đẹp. Đây là lá bài Justice là công lý. Nó mang một cái năng lượng là có thể là các bạn, thời gian có thể là rơi vào khoảng đầu tháng 10 chăng? Bạn cũng có nhiều những cái tính toán vân vân nhưng mà nó chưa sáng tỏ, chưa thông suốt. Có thể là bạn cũng cảm thấy nó hơi rối chưa kể là bạn bị tác động ngoại cảnh. Đấy, ok. Nó làm cho bạn có phần hơi bối rối một chút xíu. Ồ, oh, ok. Ở đây bạn cá là nữ tu và thầy tu. Nữ tu và thầy tu. Hai lá bài này liên quan đến năng lượng vũ trụ vẫn song hành với các bạn đây này ok tháng 10 bạn không phải đơn độc đơn lẻ vì lúc nãy mi vẫn có cảm nhận hình như lúc nãy mi có buộc miệng nói một câu với các bạn là bạn có nhiều những cái nó không có hài lòng rồi chưa kể bạn bị tác động ngoại cảnh cho nên là bạn muốn tự một mình xoay sở cho cuộc sống và công việc của các bạn Trái bài này xác định không phải bạn một mình bạn nha không có phải chắc chắn một điều rằng là vũ trụ hoặc là đấng bảo hộ thậm chí là gia tiên của các bạn từ bài số 1 bạn trông trên gặp ghềnh hoặc là bạn có những cái rối bời tính toán lo lắng hoặc là ngoại cảnh những người vớ vẩn linh tinh lung tung tào lao vân vân ảnh hưởng đến bạn như vậy chứ thực sự là không có ai hại được bạn hết đâu ừ. họ hại không được cho nên họ mới nói lung tung hoặc là họ thế này thế kia họ mới nói linh tinh vân vân các kiểu đây là một trả bài xác nhận cho các bạn từ bài số 1 bạn an tâm nhé và bạn vẫn tin nhé luôn luôn là có một cái ánh sáng từ vũ trụ chiếu soi cho bạn đó bạn không có đi lạc được đâu ok nhưng mà cái lá bài hangman này có thể nó làm cho mình nhìn thấy là có một cái phần hơi khựng lại biết đâu là rơi vào trong giai đoạn đầu tháng 10 của bạn chăng tại vì bạn có nhiều những cái góc nhìn này vì bắt đầu là nó sẽ phải nghiên cứu tìm tòi chấn chỉnh lại lúc nãy chấn chỉnh lại cuộc sống thay đổi lại cuộc sống và công việc cơ mà ở đây nó có một cái lá bài bạn sẽ rất chi là tự hào về bản thân của bạn vì cả hai lá bài này đều là bước ngoặt lớn mà nó có cái thay đổi tốt đẹp hơn vững chắc hơn cho bạn đấy nên lá bài này là một cái lá bài tín hiệu lành bạn nhé tóm lại á ý mi là trong cái tháng 10 tất cả những năng lượng mà không chỉ là đầu tháng 10 đâu có thể là trước tháng 10 nữa cuộc sống công việc nó có phần bạn um, bạn không hài lòng và nó có phần chậm hoặc là trì trệ ách tắc những việc mà bạn đã có những cái muốn thực hiện nó cứ lòng vòng biết đâu vào đâu hết thì tháng 10 là một cái thời điểm nó hanh thông hết tất cả những cái năng lượng đó mà nhờ vào đâu bạn sẽ thấy là nhờ vào bạn mà kết hợp với năng lượng tâm linh nó nằm ở cái chỗ bạn sẽ thấy rằng là trong công việc và trong cuộc sống rơi vào trong tháng 10 các bạn tụ bài số 1 đôi khi có những cái bạn nói đôi khi có những cái bạn làm đôi khi có những việc bạn quyết định và thực hiện á, nó dựa trên một cái hơi gần gọi giống bản năng kinh nghiệm cũng có bản năng cũng có cảm nhận cũng có luôn hiểu vậy tại vì việc nó cứ lòng vòng rõ ràng là bạn có cái sự tính toán rõ ràng bạn có cái mong muốn rõ ràng bạn có cái sự sắp xếp sắp sửa vân vân các kiểu nhưng nó cứ vậy đó nó cứ tàn 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 như vậy rồi nhưng mà qua đến tháng 10 là một cái thời điểm giai đoạn khí vận trời đất thay đổi bạn bứt phá mà bứt phá nó hay ở cái chỗ là bạn không lý giải được vì cái này nó đang cho mình nhìn thấy quá nhiều những cái năng lượng ánh sáng từ đấng bảo hộ mà truyền đi đâu truyền vào bạn bạn giống như cái cột thu sóng wifi vậy kinh nghiệm của bạn là nó có sẵn rồi nhưng mà đến rơi vào trong cái tháng 10 là tự nhiên bạn bứt ra dọn dẹp thay đổi hết tất cả những cái cảm xúc của các bạn đôi khi có những cái mà bạn đã đang giữ trong công việc và cuộc sống rồi đó nhưng mà suốt khoảng thời gian qua biển nó đâu có cái sự xoay chuyển gì đâu bạn bỏ bạn gạt nó qua một bên đó bởi vậy nên hai cái lá bài này nó quá mạnh ở một chỗ là có một sự bứt phá để có sự uh, vững chắc hơn một sự bứt phá để có một tin vui đến với các bạn và bạn sẽ rất là hài lòng tất cả những gì bạn kỳ vọng mà nó bị tắt nghẽn bây giờ nó hanh thông cho bạn hài lòng bởi vậy cho nên nó nằm ở chỗ cái phước lành là như vậy. Thành ra để nói đây là một cái trải bài mi có nói với các bạn từ bài số 1 ban đầu là đi từ thấp nó đi lên trên cao. Mà thấp là thấp khéo đâu trước cả tháng 10 nó đã đang thấp rồi mà thấp lâu rồi đó. Ok. Vì cái lá bài này là cái lá bài số The Tower Tower số 16. Ok. Vậy là bạn đã phải rơi vô trong một cái trạng thái như bị mắc kẹt vậy ở trong cuộc sống trong công việc nó mắc kẹt mà nó ôi đây không biết dùng cái từ như, như, thế nào để có thể tả được ừ. cho nên tâm trạng của bạn nó cũng không có được thoải mái đâu nhưng mà tháng 10 là một tháng bứt phá của các bạn thuộc bài số 1 bạn nhé tóm gọn lại vì nó thực sự khó để mi có thể phân tách ra hoặc là đưa những cái khía cạnh và phương diện một cách cụ thể vào trong trải bài này vì đây là một cái trải bài năng lượng cuộc sống của bạn nó bứt phá vì vậy cho nên là cái chuyện tiền nông nó cũng bắt đầu có cái sự khôi phục trở lại. Các mối quan hệ cũng vậy, phạm vi công việc cũng vậy luôn. Hoặc là cái tệp khách hàng hay là cái số lượng khối lượng khách hàng của các bạn, nó cũng mở rộng luôn. nên nên mình khó có thể đưa ra một cái khí cạnh nào. Nên cái phước lành nó đến chung với các bạn tụ bà số 1 ở trong tháng 10. Đây là một cái trải bài nó rất là đẹp. Đẹp mà nó đến một cách rất bất ngờ bạn sẽ không có kỳ vọng. Bạn bạn, bạn không có lường trước. Đâu. Ô, hôm nay mình nói chuyện này, ngày mai mình làm cái việc nào rồi tự nhiên bạn nhìn lại Ủa sao mọi việc nó đang yên ổn hết rồi nó đang có những cái sự tin vui nó đang có những cái sự kết nối hòa hợp hài hòa vân vân và bạn cảm thấy nó rất là hài lòng nhưng đây nó đang cho mi có cảm nhận nó chỉ mới là khai mở và bắt đầu để bứt phá ra khỏi giai đoạn mà nó trì trệ để bắt đầu trở lại sự hanh thông còn tiếp trong những tháng sau đó kiểu vậy nên là đặc biệt nhắc xét về các mối quan hệ nếu các bạn tụi bài số một ai mà bị trong cái mối quan hệ khó chịu mệt mỏi suốt khoảng thời gian qua thì thời điểm cái tháng 10 bạn sẽ thấy rằng có sự cảm thông và thấu hiểu cho nhau nó đỡ hơn rất nhiều hòa hợp ấy, và hài hòa đỡ hơn rất là nhiều kiểu có như cùng chí hướng lại mối quan hệ có thể là trong gia đình tình yêu tình cảm hôn nhân và cuộc sống và các công việc bà bạn nó có cái sự đồng cảm nhiều và nó có một cái sự đồng thuận phối hợp với nhau nó đỡ cho các bạn thuộc bài số 1 rồi và tự bản thân của bạn thì bạn cũng có nhiều những cái nhìn nó cảm thông hơn cho người khác đó thành ra đâu rồi từ hiệu ở đây cái lá bài hero Fund và lá bài thầy tu này hai lá bài này nó quá đẹp hai lá bài này nó đều về một cái năng lượng tâm linh và tích cực tâm linh sáng đẹp nó đều cùng xuất hiện trong trải bài của các bạn từ bài số 1 cho mi đang nhìn thấy được rõ, rõ ràng là bạn thật sự là có nhiều những cái sự thụ động tại vì không phải là bạn muốn thụ động đâu mà bây giờ là cuộc sống công việc của bạn Bạn đã tính toán rất là nhiều đường, nhiều cách rồi Cuộc sống công việc trong nhà ngoài phố các kiểu Năng lượng này là bạn đã phải tính toán xoay sở nhiều rồi Mà nó làm sao cứ không vui được à? Hiểu vậy? Nó cứ không vui được Cho nên bạn bị rơi vô một cái thế nó giống như bị thụ động Một cái thế nó bị y á Cái sức y á Rồi, ok, không sao nhưng mà ngay cái thời điểm mình khó chịu tại mình không có biết được rằng á, là mình không có biết được rằng là thực sự ra là vẫn đang có một cái sự soi sáng theo cho các bạn thuộc số 1 thôi chứ không sao cả ok lá bài này nó vẫn cho mi đang nhìn thấy được rằng bạn sẽ có một cái cuộc tái cơ cấu chấn chỉnh ừ. rồi tóm lại cái thông điệp nó là như vậy để bạn được bơm lại năng lượng nhé thật sự là bạn sẽ có rất là nhiều những cái um, quyết định quan trọng trong tháng 10 bạn sẽ có những cái hành động việc làm nó năng động hơn rất nhiều ở trong cái tháng 10 cho bản thân của bạn thăng bằng lại bình tĩnh thăng bằng lại rất nhiều cái sức khỏe của bạn cũng vậy. Ừ. Uhm. Rồi, tại vì mình không biết nói gì thêm nữa. Đây là cái bài chariot này nó thể hiện một cái nhịp sống, nhịp công việc nó diễn biến nhanh vì nó bứt phá ra khỏi giai đoạn bị mắc kẹt. Giống bạn hình dung tụ bài số 1, bạn giống như cái lò xo nó nén lại. Nó nén hoài luôn, nó nén mà mi đồ chừng là tháng 9, là không biết tháng 8, nó còn nén, nó nén hoài luôn á. Rồi, đến tháng 10 bạn hình dung khi mà nó bung ra như vậy thì cái lực nó mạnh và cái sức nó nhanh giống vậy đó cho nên nó mới có một cái bước ngoặt nó có một cái bước phá ra cho các bạn, bạn sẽ rất chi là hài lòng rồi tụi một mình xin phép tạm dừng trải bài ở đây nó chỉ là như vậy một phước lành đang chờ đón các bạn ừ. ánh sáng đã bắt đầu là chiếu vào trong cái nội tâm và cuộc sống của các bạn rồi bình minh bắt đầu quay trở lại với tụi bài số 1 nhé ok rồi xin gửi bạn lời chúc nguyện an lành mong rằng là bạn sẽ luôn luôn gặp nhiều những cái may mắn thuận lợi quý nhân và thành công xin chào

Tụ 2 chúng ta kết nối năng lượng với nhau xin vũ trụ cho bạn biết là có điều tuyệt vời nào đến với tụ 2 trong tháng 10 trước khi vào trọng tâm trải bài. Hãy làm sạch năng lượng của tụ 2 nhé. Lá bài đại diện chọn tụ của các bạn Mushroom kết hợp với bên dưới là Passion là một cái nhiệt huyết, một cái sự hăng hái, tràn đầy năng lượng của các bạn từ bài số 2 cho mình nhìn thấy được là trong cuộc sống cả công việc của các bạn trong tháng 10, bạn sẽ nỗ lực, bạn sẽ dồn nhiều những cái tâm huyết hoặc là năng lượng của mình, cả sự sáng tạo, sức khỏe nữa. Bạn cống hiến hết cho cuộc sống và cả công việc Thành ra năng lượng trải bài này dẫu sao bạn cũng ráng giữ sức khỏe các bạn tụ bài số 2 nhé Vì có thể là cái nguồn cái nhịp của cuộc sống và công việc đó, nó nhiều cho nên bạn sẽ có phần bận rộn Bạn sẽ có phần hơi gánh vác, dẫu sao đi chăng nữa vẫn phải giữ cái sức khỏe Và nếu những việc mà cần thiết á, bạn có thể chia sẻ, bạn có thể chăn rãi cái công việc ra, cái trách nhiệm ra Nó đỡ hơn cho các bạn không, việc nào mà có thể, việc nào mà nó thật sự là không có Um, quá đến mức độ mà bạn phải nắm cái tầm kiểm soát của tụi bài trai như vậy thì nó sẽ đỡ vất vả đỡ nhọc hơn cho các bạn chăng vì thông qua năng lượng trải bài này mình nhìn thấy được các bạn tụi bài trai bạn là một người rất là có trách nhiệm đấy đồng ý nhưng mà rồi bạn lại đang có quá nhiều những cái trách nhiệm có quá nhiều những cái việc công việc sự việc vân vân nó sẽ dễ làm cho bạn quá tải vì ở đây là bạn không nề hà gì hết bạn có bao nhiêu sức bạn có bao nhiêu năng lượng bạn cứ dồn vô cho cho cái công việc cho cái cuộc sống hết cho nên là mi xin phép là chia sẻ như vậy vậy thì quay lại năng lượng trải bài này thực ra lá bài đại diện chọn tụ mushroom nấm lá bài đầu tiên cũng như lá bài cuối cùng của hàng ở trên á hai lá bài này nó đều cho mi nhìn thấy một cái năng lượng của một cái hệ quả một cái kết quả và một cái hệ quả lẽ tất yếu sẽ phải xuất hiện mà hệ quả của cái gì đây của việc bạn làm việc quá nhiều á nên là mình mới dặn đi dặn lại nãy giờ mất tới cả phút trời là vì bạn làm việc quá nhiều cho nên nó sẽ sinh ra một cái kết quả nó sẽ sinh ra một cái hệ quả là bạn vất vả mà khi bạn vất vả như vậy bạn sẽ nhìn một vòng bạn thấy có một mình bạn thôi vất vả rồi trông trên như vậy rồi cũng không biết rồi rốt cuộc cuối cùng liệu nó sẽ như thế nào bạn mất thăng bằng đi trong cuộc sống bạn mất thăng bằng đi trong công việc bạn không muốn nhờ ai hết đôi khi nó cũng sẽ ảnh hưởng đến một phần các mối quan hệ bạn không nhờ ai hoặc bạn không nhờ được ai vân vân đôi khi nó cũng sẽ có nhiều những cái sự trở ngại đó cho nên là cái hệ quả tất yếu là bạn sẽ bị đuối, okay. mà cái đuối này á hai năng lượng của lá bài này cho mi nhìn thấy được gần chính cái cơ thể của các bạn á nó có thể sẽ đang uh, biểu tình sẽ đang phản ứng tại vì nó đuối quá ok rồi thật ra ở đây cái cross cái lá bài thánh giá này nó bay ra cho nên mình giữ luôn cái thánh giá ở đây nó cũng là một cái dấu hiệu nó cũng báo cho mi thấy được lý do nguyên nhân vì sao các bạn tụ bài số 2 bạn lại um, xoay sở như vậy bạn lại muốn mọi thứ độc lập như vậy và bạn muốn gánh vác nhiều á tại vì bạn trải qua quá nhiều việc mà những cái việc này là những cái việc bài học rất là lớn trong cuộc sống hay là trong công việc của các bạn tụ bài số 2 có thể trước cái trải bài này nhiều tháng trước thì chúng ta đang coi điều tốt đẹp đến với tháng đến với các bạn tụ bài số 2 trong tháng 10 thì có thể là cả ba tháng trước cái tháng 10 là chín tám bảy không biết có lùi về sáu năm bốn hay không á. có lẽ là một cái khoảng thời gian có nhiều chuyện bạn không có vừa lòng đó cho nên là bạn đã phải uh, co mình lại và bạn muốn tự lực, bạn muốn tự lực, bạn muốn dựa vào bản thân của bạn thôi. Có thể là vì um, tóm lại là nhiều việc nó không như ý. Ok. Cái lá bài này nó để cho mình nhìn thấy được là bạn đã có một cái khoảng thời gian chiêm nghiệm rất là nhiều rồi về bản thân của bạn, về cuộc sống, về công việc, về các mối quan hệ xung quanh bạn bạn chiêm nghiệm rất 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 là nhiều. Ok. Nhưng chúng ta vẫn đang muốn coi với nhau là điều tốt đẹp và tuyệt vời sẽ đến với các bạn từ bài số 2 ở trong cái tháng 10 là gì? Ở đây là một cái năng lượng đẹp. Thực ra tất cả những gì các bạn trải qua nó là một cái động lực, là một cái nền tảng để cho bạn thấy rằng là rồi bạn cũng cần phải có những cái sự thay đổi để mọi thứ nó tốt hơn. Bạn vẫn dành năng lượng nhiệt huyết, tâm huyết để bạn cống hiến cho công việc và cuộc sống của bạn như vậy đó. Trong tháng 10, nhưng mà bạn đã nhận ra một điều rằng là bạn đã bị mất thăng bằng quá nhiều. Và mọi chuyện là nó đang có những cái sự diễn biến mà có lẽ là bạn không thấy rõ vì The Moon ở chỗ này. The Moon nói liền với Queen. Hoàn cảnh, tình trạng của bạn trong công việc, trong mối quan hệ, trong tiền bạc tài vận, nó đang nhẹ dần ra. Ừ. Trong cái lúc mà bạn vẫn căng thẳng, mệt mỏi hoặc là bạn cố gắng, nỗ lực như vậy nhiều tháng trước cái tháng 10... Có thể đồng ý là bạn đang mệt Rồi bạn đã trải qua quá nhiều việc Nhưng mà Bạn đâu có dậm chân tại chỗ Tụ hai, trả bài nó đang cho mình nhìn thấy là Thực ra là bạn vẫn cố gắng xoay sở liên tục như vậy mà Vì bạn xoay sở như vậy cho nên Ngoài ngoài cái mà cái kết quả Và cái hệ quả mà bạn bị đuối ra đó Thì bạn vẫn có cống hiến Bạn vẫn gọi là vắt hết sức năng lượng của bạn ra Để sống và làm việc mà Thì nó vẫn có một cái hệ quả Và một cái kết quả về khía cạnh đó hệ quả là bạn mệt nhưng hệ quả thì nó cũng sẽ có một cái diễn biến của cái công việc của các bạn các mối quan hệ và cả tiền bạc của các bạn thuộc bài số 2 bạn hiểu ý mình muốn nói đúng không ạ à? tại vì ngay từ lá bài đại diện chọn tự năng lượng của nó là phải có một cái kết quả nào đó nó trổ ra nó hiển thị rõ ràng cho bạn ở trong cái tháng 10 và cái kết quả bạn thấy được rất rằng là công việc tiền bạc tài chánh các mối quan hệ nó xoay chuyển cái anchor mỏ neo ở đây và ring cái nhẫn này hai cái năng lượng này nó đã là một cái sự bù đắp lớn lao cho cái thánh giá những gì bạn đã trải qua suốt cái khoảng thời gian nhiều tháng trước công việc ổn định cuộc sống ổn định lại các mối quan hệ nó cũng có những cái sự hòa hợp và ổn định trở lại men ở chỗ này ít nhiều nó cũng cho mình nhìn thấy là bạn thực sự ra là đã nắm lại được cái thế ít nhất là cái chủ động ở trong cuộc sống và công việc của các bạn đặc biệt nhé với năng lượng trải bài này, một nhóm các bạn tụ bài số 2 á, có thể là bạn sẽ có nhiều những cái sự trở ngại với một người đàn ông, man, đàn ông thân cận gần bên bạn, đôi khi là ngay chính trong gia đình của bạn nữa không chừng. Người đó có thể đã tạo ra những cái trở ngại khó khăn tiền bạc cho bạn nè. Dĩ nhiên mối quan hệ của bạn với họ là nó có nhiều cái vấn đề rồi, Ok, nhưng mà ít nhiều bây giờ nó xuất hiện một dọc như vậy nè. Những cái sự xoay sở sắp xếp của các bạn tụ bài số 2 ít nhất trong cái tháng 10 mình thấy được rằng nó có cái phần an ổn. Dẫu sao nhân vật đó cũng phải biết cái cư xử nó đỡ hơn với các bạn tụ bài số 2. Rồi, kiểu vậy, thay vì là bạn rồi bạn không biết nó đi đâu về đâu nè, bây giờ ở đây nó đang cho mình thấy lực phần nào ở phía các bạn bài số 2 Bạn có một cái tính chấp nhận cái nhân vật đó Kiểu vậy Vì nhân vật này Cái bài page of Cup này mới đang rất rất là thông cảm cho các bạn bài số 2 Ok nhưng mà thôi thì cái hoàn cảnh nó vẫn là như vậy Mình đang nói đến cái sự nỗ lực của các bạn nó vẫn trổ một cái kết quả Rồi nó trổ một cái kết quả ít nhiều là cái mối quan hệ nó đỡ nè Rồi, bây giờ là trong công việc và trong tiền bạc và trong cuộc sống thì cả cái mỏ neo và cả cái nhẫn này nó đều là một tín hiệu lành cho bạn nhé. Cho nên thời gian qua có thể là bạn vất vả và mà phải gồng lên và bạn phải xoay sở gánh nhiều cái trách nhiệm. Bây giờ cái kết quả là nó mệt đồng ý, nhưng mà ít nhiều vẫn cho mình nhìn thấy được rằng là nó đang khai mở được nhiều việc cho bạn thì bạn vẫn giữ tiếp cái năng lượng đó, bạn vẫn sẽ tiếp tục là cống hiến và đổ tâm, đổ sức, đổ nhiệt huyết của bạn vào trong công việc và vào trong cuộc sống. Vấn đề là vậy. Nhưng mà tuy nhiên ít nhiều magician ở chỗ này nè là cái nhân vật um, có thể gây cho bạn nhiều những cái trông trên chăng. Thì bây giờ không nữa. Thì ít nhất, ít nhất phần nào cũng có cái sự không làm phiền, không tác động đến bạn nữa. Thậm chí ở đây có thể là bạn sẽ đề nghị cái sự giúp đỡ hay là hợp hợp tác hay hay là giúp đỡ từ người này dành cho các bạn của bài số 2 thật ra là nó cũng không không dễ cho tụ hai đâu nhưng mà rồi bạn sẽ đưa ra một cái quyết định rất là quan trọng nó có một cái sự thấu hiểu hơn giữa bạn và nhân vật này và sẽ có sự hòa hợp hài hòa hơn giữa bạn và nhân vật này vì cái the botanist này á dẫu sao vẫn cho mi thấy được rằng là uh, bạn không thay đổi bạn không tác động được nhân vật đó nó có cái tính chấp nhận là như vậy đó ừ. có tính chấp nhận vì bạn không thay đổi được mà nó chật vật quá mấy tháng trước nó chật vật quá bạn co mình lại luôn mà phải suy nghĩ rất chi là nhiều ừ. mà suy nghĩ nhiều làm việc nhiều sống nhiều và trách nhiệm nhiều vân vân rốt cuộc cuối cùng nó đuối nó mệt đó. nó mệt nó đuối thì đến cái tháng 10 rồi tất cả nó đều cái chỗ cái quả ra cho bạn thấy hết được vì bạn đuối trổ quả nó đuối nhưng mà dẫu sao đi chăng nữa thì bạn cũng có một cái sự nỗ lực rất là nhiều cho nên nó cũng một cái sự trổ quả là cái nhân vật đó cũng có những cái đối đãi lại với bạn bạn cũng thả lỏng hơn một chút xíu cái góc nhìn của bạn nó khác đi vì vậy cả cái từ magician này ít nhiều vẫn cho mình nhìn thấy được rằng là um, này là năng lượng của sự Ồ, th... oh, hai cái lá bài này nó rất là trẻ Còn hai lá bài này nó rất là đứng ừ nhân vật nam thân cận bên cạnh bạn. Nếu sao, mình cứ nhìn cái lá bài này, mới đang nhìn thấy đây chính là cái nhân vật đó biến nhỏ lại thành chú mèo nhỏ nhỏ ở đây. Ok, ừ. bây giờ cái nhân vật nam mà thân cận gần bên bạn, bạn chấp nhận những cái điểm đặc biệt của người này. Bây giờ người này có thể thiếu kinh nghiệm hoặc là um, biết có giúp được gì cho bạn hay không. nên bạn mới phải vất vả như vậy. Nhưng mà ở đây có một cái tính chấp nhận. Chấp nhận những cái gì đặc biệt. Tại vì có thể do kỳ vọng của bạn nó cao. Và bạn mới mệt như vậy suốt khoảng thời gian qua. Nhưng mà khả năng, năng lực và tính cách của người ta là số 1. Bạn thì lại kỳ vọng là số 2 bởi chật vật mệt thì ít nhiều tháng 10 là một cái giai đoạn nó cũng thay đổi nhiều những cái góc nhìn của các bạn tụ bài số 2 bây giờ họ một là họ một thôi bạn có mong hai đi chăng nữa thì bạn phải chấp nhận cái một để từng bước một họ sẽ sống hoặc là họ sẽ làm việc xung quanh các bạn tụ bài số 2 thì họ thành 1,1, 1,5, 1,8 hy vọng thành hai thì cái chuyện đó là cái chuyện hạ hồi phân giải nhưng ít nhất là vì cái vất vả của bạn suốt khoảng thời gian qua vì bạn không có cái sự chấp nhận được cái nó nó nó, nó mệt đó nên là bạn thực sự là trong cái tháng 10 bạn đã rút được một cái bài học cuộc sống, bài học nhân sinh, bài học về mối quan hệ lớn lắm, cực kỳ là lớn. Cho nên, nên rút cuộc bạn sẽ nhận ra một điều rằng là ok, có thể là cuộc sống và công việc của bạn trở ngại vì ai đó thì tại sao bạn không chấp nhận họ để bạn có thể lôi họ về trong cái nhịp cuộc sống và công việc của bạn họ không thể nào là chướng ngại vật được mà họ như thế nào đi chăng nữa thì bạn tận dụng cái tầm của họ cái trình của họ cái vị trí của họ để họ làm một trong những nhân tố mà họ cũng có thể thoải mái với bạn mà bạn cũng thoải mái với họ mà để sống mà để làm việc để mà kết giao với nhau đó nên là một cái năng lượng bứt phá rất là lớn trong cái um, sự trì trệ mệt mỏi gánh vác nhiều năng lượng của các bạn tụ bài số 2 đó để tránh cái trường hợp bạn mất thăng bằng quá nhiều và nó rối rắm quá mệt mỏi là bạn chấp nhận họ như họ vốn là nên là bạn có thể có thể là gọi là sắp xếp lại hết mọi phương diện trong cuộc sống nó ok nó ổn áp hơn ở đây còn một cái khía cạnh nữa nếu bạn không có một cái người nam nào thân cận gần, gần bên bạn hết vì đây là trải bài chung câu chuyện nó sẽ là khác nhau bạn nhé thì ở đây tự thân bạn đã rút được rất là nhiều kinh nghiệm suốt khoảng thời gian qua vì bạn phải gồng gánh nè, nhiều chật vật. Bạn chợt nhận ra này, cái này là hẳn bạn chợt nhận ra những cái mảng mà bạn còn đang thiếu những cái kinh nghiệm, vân vân. Đấy, kiểu vậy thì bạn rút những cái bài học nó quá lớn đi bạn đã vắt kiệt cái sức của bản thân của mình nhưng mà thực sự ra nó cũng có cái uh, um, cái giá trị chứ không phải là không đâu. Bạn mới nhìn thấy được rằng là bạn đã đang tự làm cho bản thân của mình quá rối. Rồi, ít nhất là bạn sẽ có một cái sự thăng bằng tiết chế bớt lại cái cảm xúc tự thân của bạn. Rồi. Cái này uh, sau đó nó mới từng bước một từng bước một là bạn mới sắp xếp ổn định lại cái công việc và cái cuộc sống. Tuy nhiên ở đây nó có một cái trust stick thì mình muốn nhìn kỹ cái trust. Ở cuối bộ bài bạn nhận được một năng lượng hẳn là thời gian qua bạn 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 mệt đó, có nhiều những cái bạn khá mệt, khá khá thất vọng. Uh, không không vui nhiều thứ rồi bạn cũng lo được lo mất khi mà có cái sự ảnh hưởng như vậy nhưng ít nhiều ra lá bài này nó cho mình nhìn thấy được rằng là trong tháng 10 bạn suy nghĩ mọi thứ nó nhẹ nhàng hơn chút xíu rồi thậm chí cả cái lá bài Three of Pentacles này nè là một cái sự hòa hợp lại kết nối lại dẫu cho cái người nam thân cận gần bên bạn là ở trong ngay chính gia đình đi chăng nữa hoặc là ở bên ngoài xã hội thì nó chung tay góp sức lại được với bạn oh, ok lá bài này thể hiện là nó sẽ có nhiều những cái đã đang có nhiều những cái khó chịu giữa bạn đó và nhân vật này nè suốt khoảng thời gian qua ô oh, ok đây là một lời xác nhận trong tháng 10 bạn sẽ xử lý hết tất cả những cái nó rối rắm mệt mỏi nếu có giữa bạn và nhân vật này hoặc là những mối quan hệ xung quanh ừ, rõ ràng cái lá bài này khi không nó lại có một cái người nam đang chở một cái nhân vật này thoát khỏi Vì thì dẫu sao bạn cũng nhìn thấy được cái khía cạnh là nhân vật kia họ cũng có những cái mặt mạnh của họ bà sẽ có lại những cái nhìn nó rõ ràng nó thông suốt nó sáng tỏ hơn lá bài ace of swords lá bài này là một cái lá bài của có nhiều con đom đóm bạn hiểu rõ cái tình huống hoàn cảnh của bạn bạn thông suốt cái hoàn cảnh của bạn đấy nó là như vậy để bạn không có sự trông chênh nữa thì cái lá bài The tower này rõ ràng nó là một cái sự thay đổi rất là lớn công việc cuộc sống các mối quan hệ của các bạn từ bài số 2 nó thay đổi rất là lớn từ wheel of fortune bánh xe số phận này là thay đổi này là thay đổi may mắn thay đổi tốt đẹp bạn thay đổi tự bản thân của bạn ấy, vì bạn cũng có cái phần cưỡng lại cái sự phiền toái này nè cho nên là bạn cũng gánh vác nhiều có nhiều những cái sự mệt thì bây giờ bạn có cái sự thay đổi bản thân của bạn chuyển đổi là bạn chấp nhận đó như lúc nãy mình nói bạn chấp nhận họ như họ vốn là để hai người có một cái nhìn nó hiểu nhau hơn rồi không chỉ nhân vật này rồi còn nhiều những cái người hay những cái chuyện xung quanh bạn bạn cũng có những cái góc nhìn nó khác để có thể giữ lại được cái thăng bằng cho bản thân của bạn cũng như là cuộc sống của bạn bởi vậy cho nên nó sẽ bắt đầu một cái giai đoạn mới hoàn toàn bạn cũng có nhiều những cái sự chín chắn hơn à, hoàn chỉnh hơn điều chỉnh lại rồi kết nối vào mối quan hệ nó cũng khác đi cho nên cái lá bài king of pentacles này là một cái lá bài nó rất là đẹp king of pentacles năng lượng của nó về cơ bản là chiến thắng rồi bất kể cái gì cũng thắng hết Ừ. tháng trong công việc, tháng trong mối quan hệ tháng trong tiền bạc, tài vận mà nó xuất hiện như vậy rõ ràng là là khi bạn đã chấn chỉnh, nha, rõ ràng là bạn sẽ đưa ra một quyết, quyết định rất quan trọng, bạn chấn chỉnh lại hẳn như vậy, nó khai mở ra một cái sự thay đổi mới đúng không thì uh, bắt đầu là cuộc sống công việc của các bạn nó không chỉ nằm trong tháng 10 tháng 10 chỉ là một cái tháng nó xoay chuyển lại để cho bạn có cái sự nỗ lực và tâm huyết của bạn đó, nó cân bằng hơn và nó hiệu quả hơn đỡ mệt hơn cho bạn cả những trong mối quan hệ rồi nó phải duy trì nhiều tháng sau đó nữa để bạn mới thấy là cuộc sống của bạn nó mới vào một cái nhịp ổn định thoải mái cho bạn và đặc biệt rằng tiền bạc nó mới được nhẹ nhàng dễ chịu thoải mái khai mở lại cho các bạn của bài số 2 Ok nó là vậy lá bài đại diện trọng tụ là một cái kết quả nó xuất hiện trong tháng 10 và khai mở kích hoạt lại và bắt đầu là chuẩn bị để có một cái kết quả khác nó lại sẽ xuất hiện trong vòng khoảng đôi ba tháng sắp tới hay là 3 đến 6 tháng sắp tới nữa nên trước hay sau sớm hay muộn nó có một cái kết quả nó xuất hiện vì những cái sự trong trên vất vả khó chịu trước đây thì bạn khi thấy cái kết quả nó trổ ra như vậy không ổn bạn lập tức có những cái quyết định rất quan trọng và bạn cũng có nhiều những cái sự điều chỉnh bản thân bạn gieo nhụm một cái hạt giống bạn gieo một cái hạt nhân mới để bạn biết một điều rằng là nó sẽ phải trổ ra một cái hệ quả hoặc là một cái kết quả trong 3 cho đến 6 tháng tới và năng lượng này là tháng 10 là một cái tháng sắp xếp quan trọng và nó rất hứa hẹn để 3 cho đến 6 tháng tới sau cái tháng 10 á, là nó sẽ trổ một cái quả nó thịnh vượng hơn nó ổn định hơn có nhiều những cái sự cảm thông cho nhau trong mối quan hệ còn cái chuyện tiền bạc khỏi bàn khỏi lo tụ hai ok câu chuyện của các bạn là như vậy nên mình xin phép là tạm ngừng ở đây tháng 10 là tháng quan trọng của bạn một tháng bước ngoặt một tháng xoay chuyển rất là nhiều rồi tụ bài số 2, mong rằng là bạn sẽ gặp nhiều những may mắn thuận lợi phước lành và tất cả những mối quan hệ xung quanh bạn sẽ có nhiều những sự cân bằng hài hòa và quý nhân ok chúc thành công xin chào xin chào các bạn tụ ba đây là lá bài đại diện chọn tụ của các bạn chúng ta sẽ kết nối năng lượng với nhau Tụ ba chúng ta kết nối năng lượng với nhau xin vũ trụ cho bạn biết là điều tuyệt vời nào đến với bạn trong tháng 10. Trước khi vào trọng tâm trải bài, hãy làm sạch năng lượng của tụ ba nhé. Trải bài này có năng lượng của một sự thay đổi như bạn thấy lá bài này là lá bài mang một cái năng lượng điều gì đó sẽ ngừng lại sẽ dừng kết thúc để bắt đầu chuyển đổi qua một cái việc khác lá bài này cũng là một năng lượng bạn sẽ có nhiều những cái sự hài lòng ở trong chất lượng công việc và chất lượng cuộc sống giúp cho bạn có nhiều những cái thăng bằng trở lại điều này có nghĩa là trước đó có thể sẽ có những điều bạn chưa thật sự hài lòng nhưng nó sẽ dừng lại nó sẽ kết thúc để chuyển qua một cái giai đoạn bạn thăng bằng và bạn hài lòng hơn ít nhất đó là năng lượng đẹp ờ, điều tuyệt vời đấy điều tốt đẹp sẽ đến với tụ ba ở trong cái tháng 10. nhưng ở đây nó vẫn còn có một chút xíu liên quan đến mối quan hệ nữa be và heart be là con gấu heart là cái trái tim ít nhiều mình vẫn nhìn thấy được rằng nó sẽ có một cái khí cảnh trong mối quan hệ um, chuyển hóa theo hướng tốt đẹp tích cực có nhiều những cái sự giúp đỡ bảo bọc cho các bạn tụ bài số 3 ở trong cái tháng 10 bởi vậy cho nên nó giúp năng lượng của cuộc sống của các bạn, năng lượng cá nhân của các bạn ấy, nó sẽ được bơm lên rất là nhiều ở sự tự tin, ở đây nó đang có một cái sự uh, gọi là uh, tin tưởng được trông cậy được giữa các bạn tụ bài số 3 và một nhân vật nào đó nhân vật này là thân cận gần bên bạn nè nên nó giúp bạn, ok, bạn thả lỏng bạn nhẹ lại trong cái uh, cuộc sống trong cái mối quan hệ của các bạn thuộc bài số 3 Ở đây nó còn có một chút xíu năng lượng của sự chữa lành nữa Kiểu mọi thứ nó thay đổi nó làm cho bạn nguôi ngoai ừ. Nhưng nó cũng phụ thuộc vào các bạn thuộc bài số 3 nhiều lắm Cái sky ở chỗ này vì có thể là trước cái tháng 10 hoặc biết đâu nó sẽ ở à, trước tháng 10 ok hoặc là biết đâu nó sẽ diễn ra vào khoảng thời gian đầu tháng 10 có thể bạn sẽ có những cái chuyện không thoải mái nè và khi nó không thoải mái như vậy nó làm cho bạn không có cảm thấy nó chắc chắn hoặc là biết đâu trong một cái uh, diễn biến công việc và cuộc sống của bạn nó có nhiều những cái nó trì trệ nó chậm rồi bạn cũng có vướng chấp với người khác nữa mà có thể biết đâu nhân vật này bạn hơi hơi không thoải mái một chút xíu với nhân vật này đó. Và thực ra nhân vật này khả năng rất là cao nó là một người phụ nữ thân cận gần bên bạn. Thì bây giờ bạn chưa biết là phải nên làm như thế nào thì ít nhiều mi vẫn nhìn thấy được vì cái này là sell 70 phần trăm giảm xuống sell mà hạ giá 70 phần trăm thì nó mới có thể kết thúc được vì cái năng lượng này nó giống như kiểu là bạn hình dung bán hàng đó rốt cuộc cuối cùng bây giờ mình muốn xả hàng thì mình phải giảm giá đó thì nó sẽ xả hết được mình mới bắt đầu được một cái chu kỳ bán hàng mới thì... <laughs> cái hoàn cảnh nó đang khó chịu như vậy trong mối quan hệ là trong cái nhịp công việc và cuộc sống của bạn cho nên buộc bạn sell 50 trăm này nè không phải là cái năng lượng xấu đâu My đang nhìn thấy được là có nhiều những cái điều chỉnh sắp xếp của bạn vì bạn cảm thấy nó không chắc ăn duy trì mãi cái tình trạng cuộc sống công việc và mối quan hệ như vậy là không ổn đó cho nên là bạn phải muốn chấm dứt cái này mà chấm dứt cái năng lượng này bằng cách nào cái chỗ này đây ở đây là bạn sẽ nhận thấy bạn sẽ nhìn thấy rằng là bạn cũng không thể nào xoay sở vừa sống và vừa làm việc trong một cái hoàn cảnh tình trạng giống như vậy là cái thứ nhất cái thứ hai nữa là để nói là bạn có cần cái sự giúp đỡ hay không thật ra là bạn cũng có cần đó cho nên cái này nó ở trong một cái góc nhìn nó ở trong một cái niềm tin nó ở trong một cái góc nhìn nó ở trong một cái sự nhận thức của các bạn tụ bài số 3 mà sớm muộn nó sẽ thay đổi bạn sẽ nhìn thấy là bạn sẽ không thể nào sống hoặc là làm việc hoặc là tồn tại mà chỉ có trong tình huống như vậy mà với lại kèm cả là chỉ có một mình cho nên cái sales 50% này nó cho mình nhìn thấy bạn xoay cái góc nhìn của bạn. Bạn thuận theo cái diễn biến, bạn thuận theo, bạn chấp nhận đó. Bằng một cách nào đó là bạn chấp nhận, bạn thuận theo cái diễn biến đang xảy ra, bạn chấp nhận rằng cái uh, nhân vật thân cận gần, gần bên bạn, họ mi xin phép giống lên. Có thể sẽ có những thời điểm họ hơi uh, um, hành động, làm việc cố chấp cứng đầu và nó hơi thiếu kinh nghiệm một chút chăng kiểu vậy nên là bạn sẽ chấp nhận cái khía cạnh đó vì nó vẫn bạn bạn không làm khác được kiểu vậy mà khi bạn chấp nhận như vậy nó sẽ ở đây nè cái năng lượng nó hòa hợp nó hài hòa nó thăng bằng trở lại thật ra là bạn cũng sẽ có một cái khía cạnh giúp đỡ cho nhân vật này mà và nhân vật này thì cũng có một cái khía cạnh bằng một cách nào đó cũng sẽ giúp đỡ lại cho bạn cho nên nó nó quan trọng ở chỗ là bạn sell 70 ở chỗ này nè là quan trọng ở chỗ là bạn ngừng cái bất an khó chịu trì trệ này của bạn lại bạn ngừng nhé bạn cắt bỏ bạn ngừng bạn giải quyết bạn xử lý bằng cách là ok bây giờ bạn sẽ có những cái góc nhìn bạn sẽ chấn chỉnh lại hết mọi thứ và bạn biết rằng là không có một cái yếu tố nào là hoặc là một cái nhân vật nào xung quanh bạn để nói là gây tổn hại hay chướng hại gì hết đó. bạn có một cái góc nhìn rằng mọi thứ nó đều cần tương quan với nhau cả quan trọng ở chỗ đó nó thay đổi những cái sự nhìn nhận của các bạn tụ bài số 3 từ đó là bạn thấy cái vương miện của cái nhân vật trong lá bài này nó có nhiều cái ngôi sao nó cho mình nhìn thấy bạn bạn ngộ ra bạn nhận ra nó mỗi một ngôi sao là một cái sự nhận thức một cái sự hiểu một cái sự sáng tỏ ra oh, ok rồi mình hiểu rồi mình hiểu rồi mình hiểu rồi mình cần phải như vậy hiện tại bây giờ là mình cần phải có những cái năng lượng sáng xung quanh mình cũng như là không làm khác đi được những cái nhân vật xung quanh mình không làm khác đi được bây giờ chỉ có bằng cách là mình sẽ hòa hợp mình sẽ thăng bằng mình sẽ cân bằng với họ vì họ cũng giúp mình mà mình cũng giúp họ nếu như mình tiếp cận với họ thì mình cũng là một hình thức giúp họ luôn. Đôi bên là có cái sự giúp đỡ lẫn cho nhau thôi. Bạn nhận ra được một cái điều đó. Ok, cho nên ở đây nó mới có một the captain là là captain nó giống như đội trưởng vậy và bạn xây dựng lại nhé, bạn xây dựng lại cái hiện trạng và cái kết nối mối quan hệ của bạn với nhân vật này. Và đây là trải bài chung cho nên sẽ có một nhóm nhỏ các bạn Tụi bài số 3 là bạn đang muốn uh, thực hiện hoặc là xây dựng khởi tạo một cái À, phần công việc nào đó của bạn và bạn sẽ nhận được sự đồng hành giúp đỡ biết đâu có thể đến từ nhân vật mà mi vừa mới nói với các bạn tổ bài số 3 mà quan trọng ở chỗ là trước đó bạn rất là dễ bỏ ngang cái việc đó vì sao diễn biến nó chậm nè ừ. chỉ đơn giản là diễn biến nó chậm đôi khi nó cũng sẽ có một vài những cái trục trặc về tiền bạc tài vận đây là trải bài dung nhiều câu chuyện hoàn cảnh tình hình là nó khác nhau hoàn toàn nhưng quan trọng chúng ta đang muốn xem là điều tốt đẹp và ti hy vọng cũng như điều tuyệt vời ấy. đến với tụ ba ở trong cái tháng tháng 10 thì mới nhìn thấy năng lượng của bạn quan trọng ở chỗ nó có cái tính ổn định trở lại, bạn tự tin hơn trong hoàn cảnh tình huống của bạn và bạn xây dựng lại được kết nối và mối quan hệ để bạn có thể uh, đặt cái niềm tin vào những nhân vật xung quanh bạn và những nhân vật xung quanh bạn họ cũng có nhiều những cái sự nhận ra và đặt cái niềm tin ngược lại cho bạn. Kiểu, kiểu vậy thì từ đó nó mới có thể giúp cho bạn có thể thực sự là tiếp diễn nè tiếp diễn cái việc mà bạn đang muốn làm nhưng nó ở một cái khía cạnh mới vì bạn đã có những người song hành đồng hành hỗ trợ giùm bạn cùng với bạn cùng với bạn đó nó sẽ mang đến cho bạn những cái trải nghiệm mới và cái lá bài Nine of Pentacles thực ra lá bài này là một cái lá bài nó nó hài lòng đó cuối bộ bài thì bạn nhận được một cái ông một cái lá bài mặt trời đây không phải ông music nói là ông mất tiêu đây là một thần mặt trời tiên mặt trời thể hiện là ok ít nhiều bạn thấy rõ được rồi cái công việc của bạn đường đi nước bước của bạn ít nhiều bạn cũng thấy rõ được đối phương người khác những người xung quanh bạn và ngược lại đối phương người khác những người xung quanh bạn họ cũng thấy rõ được bạn cái thấy rõ ở đây là hiểu hiểu nhau hiểu nhau đôi khi nó cũng giúp cái nhịp cuộc sống của bạn nhịp công việc của bạn nó có cái phần hanh thông vì lá bài này là lá bài hanh thông đây là cái tia hy vọng điều tốt đẹp của tụ bài số 3 ở trong tháng 10 đấy nó có một cái năng lượng hanh thông đó cái lá bài này nó càng thể hiện rõ nữa trong cái công việc của các bạn trong cuộc sống của bạn nếu mà bạn tự thân một mình bạn xoay sở thì dĩ nhiên nó sẽ có những cái phần nó khá là lộn thộn nó sẽ không có uh, được nhiều cái sự suôn sẻ ok cho nên bạn cũng nhận diện ra được rằng là cái hiện trạng của bạn nhận ra được cái hiện trạng của bạn cho nên từ đó tự bản thân của bạn cũng có nhiều những cái sự gọi là um, bạn nghiên cứu thêm bạn thay đổi bạn tìm tòi thêm đây này rồi bạn cũng đây là night of cups cảm nhận như bạn muốn khai mở bạn muốn bắt đầu bạn muốn làm một cái việc gì đó, đó. nhưng mà nó cần rất là nhiều những cái sự sắp xếp nhiều những cái kinh nghiệm và và những cái có thể là kiến thức cũng như là những cái sự phụ giúp chứ nếu một mình bạn thật sự là nó nó khó ừ. ít nhiều là bạn nhìn thấy như vậy rồi cho nên là lúc nãy mình mới nói thế, là bạn ừ. ok những năng lượng lúc nãy này teamwork ở chỗ này nè bạn chấp nhận rồi khi mà bạn chấp nhận như vậy không những bạn thì vì cái lá bài này title vì cái nhân vật thân cận gần bên bạn là ngay trong chính gia đình của bạn đấy. Ở đây là trải bài chung cùng lắm là trong tập thể thôi. Ok, trong tập thể hay là trong đoàn thể của các bạn chứ nó gần bên các bạn tụ bài số 3 lắm. Ừ. Gần bên bạn rất nhiều. Thì thôi thì vì ở đây nó có quá nhiều những cái năng lượng non trẻ, okay. quá nhiều những cái năng lượng non trẻ. Chính những cái này nó làm cho cái um, công việc của bạn hay là cái tình huống của bạn mà trước tháng 10 á. Nó mới trở nên là bị, uh, bị không như ý bạn mới bị chậm là như vậy. Ok, rồi, không sao, quan trọng là trong tháng 10, bạn sẽ đưa ra một cái quyết định nó khá quan trọng để bạn gọi là tái chấn chỉnh hết luôn trong cuộc sống và cả mối quan hệ. Sắp xếp lại, ở đây tháng 10 có thể là bạn sẽ đầu tư thời gian của bạn vào trong những cái việc nghiên cứu, uh, tìm tòi, tham khảo thêm nhiều những cái kiến thức hoặc là thông tin những trải nghiệm mới bắt đầu nó mở ra cho các bạn. Bạn cũng có thể sẽ nhận được cái sự giúp đỡ từ người khác và đặc biệt là nhân vật đó, đó, cho nên nó giúp cho bạn dẫu sao phần nào cũng ổn định hơn, ok. Nhưng mà không hiểu sao mình cứ hơi thoáng có một chút xíu cái cảm nhận là mình bối rối đó là bởi vì, vì bạn vẫn phải cần giữ một cái khoảng cách với nhân vật này, tại vì nhân vật này cứ có một cái gì đó nó không thực sự hoàn toàn có thể độc lập được có thể đó là một trong những cái nguyên nhân và lý do các bạn tụi vài số 3 bạn cũng có cái sự ngần ngại ok nhưng mà vì bạn và nhân vật này nó có một cái sự gắn kết với nhau không khác được cho nên dẫu sao lúc nãy mình cũng có nói bạn thật ra là cũng có giúp nhân vật này và nhân vật này thì cũng sẽ giúp cho bạn ok trong công việc trong cuộc sống nhiều những cái khía cạnh ừ. rồi nhưng mà cái queen of source ở chỗ này là một cái um, bạn luôn luôn cố gắng giữ một cái sự tỉnh táo hết sức có thể để nó giống như kiểu công tư phân minh vậy để tránh cái trường hợp nó không cho bạn cái sự độc lập ừ. nhân vật này ok tóm lại nó là như vậy thì cái này nó hơi đặc biệt một chút xíu chúng ta thì đây chỉ đơn giản là kết nối với nhau để xem cái điều tốt đẹp và tuyệt vời của bạn thì ở đây ít nhiều mới đang nhìn thấy được là có nhiều những cái thăng bằng trở lại trong uh, cuộc sống trong cư xử và trong tiền bạc sẽ đến với các bạn thuộc bài số 3. Thực ra là sẽ có một nhóm nhỏ nhỏ các bạn thuộc bài số 3 sẽ bạn sẽ có cái sự may mắn trong tài lộc, tài vận những cái quà cáp uh, của quà cáp tiền bạc, tài lộc, tài vận sẽ có những cái sự may mắn nó có thể sẽ xảy đến với các bạn một nhóm nhỏ các bạn thuộc bài số 3. Ok. Còn lại chung quy hết thì thật ra là nó có năng lượng của một cái sự dễ chịu hơn trong một mối quan hệ công việc của bạn thì dẫu sao nó cũng vào được cái nếp và nó có cái sự ổn định hơn rồi nó thoải mái hơn cho bạn đặc biệt là bạn thăng bằng và trở nên tự tin như thế này nè rồi và rốt cuộc là những cái chuyện bạn cần phải giải quyết sắp xếp thì bạn sẽ giải quyết sắp xếp thay đổi được cho nó ra được một cái kết quả mà bạn sẽ hài lòng xét về tiền bạc và tài vận trong tháng 10 không có vấn đề gì để bạn phải lo. Thực ra xét về các mối quan hệ cũng không có vấn đề gì. Thật ra là như vậy. Còn có thêm một cái khía cạnh là bạn có nhiều những cái trải nghiệm mới nữa là khác cơ. Đó, cho nên thực ra tháng 10 là một cái tháng thay đổi, một cái tháng xoay, xoay chuyển. À, mọi thứ nó sẽ êm dịu lại hơn cho các bạn từ bài số 3. Thực ra cái năng lượng tổng quát nó là như vậy, nó khai mở đấy, nó bắt đầu đấy cho các bạn đó. Rồi. Trước mắt chỉ là như vậy bạn nhé. Ok, vì chúng ta muốn coi cái điều tốt đẹp. Rồi, nắng ngang đó. Còn những khía cạnh khác thì mi sẽ hẹn gặp bạn trong những chủ đề và những trải bài khác các bạn thuộc bài số 3 nhé. Rồi, ít nhất là như vậy. Xin gửi bạn lời chúc nguyện an lành cho các bạn và sẽ mong rằng là các bạn luôn gặp nhiều những cái sự may mắn, thuận lợi, rồi hanh thông hài hòa và thắng lợi, thịnh vượng trong công việc và cuộc sống nữa. Chúc nguyện như ý. Xin chào tụi ba.